Chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài radio của VTech. Mình là Inbus đây. Hôm nay mình lại chia sẻ một câu chuyện dành cho lập trình viên nhé. Đây là series Code Dạo Trời Tây của tác giả Phạm Huy Hoàng. Phần 1. Tôi đã bị reject SQL như thế nào? Giới thiệu series Code Dạo Trời Tây. Gần đây mình vừa hoàn thành chương trình học Master bên UK. Học xong thì dĩ nhiên không thể ở nhà ăn bám phụ huynh mà phải đi làm kiếm tiền rồi. Sẵn đang ở nước ngoài, lại mang tiếng cốt dạo nên mình cũng không định về Việt Nam mà muốn chui vô nước ngoài một thời gian. Tự tin vào khả năng của bản thân, mình cũng đu đỡ đi xin việc ở các công ty nước ngoài thử cho biết. Trong quá trình xin việc, mình gặp đủ mọi tình huống từ thất bại SQL, mỗi ngày nhận 5-6 mail reject, cho tới du lịch Hà Lan, Đức, Áo, Sinh, Thái, free máy bay, khách sạn. Từ chối nhiều offer trăm triệu, so với châu Âu thì mức đấy cũng thường thôi. Hiện tại mình đang chính thức code dạo tại startup Argo Merchant của Singapore. Đang thử việc nên có bị đuổi không thì chưa biết nhé. Do đó, mình viết series này để chia sẻ một số trải nghiệm lẫn kinh nghiệm bi thương cho các đồng dân, nhằm đồng chí. Hy vọng chúng sẽ có ích cho các bạn nếu các bạn mong muốn thử sức xin việc ở nước ngoài nhé. Series sẽ gồm 5 phần. Phần 1, tôi đã bị reject SQL như thế nào? Phần 2, tôi đã phải làm test SQL như thế nào? Phần 3, phỏng vấn châu Âu có gì vui? Phần 4, 20 ngày, 5 quốc gia, 6 lần phỏng vấn và 5 offer. Phần 4 sẽ có 5 phần nhỏ. Về phần 5 cũng là phần cuối, lựa chọn và một hành trình mới. Sau đây là phần đầu tiên, tôi đã bị reject SQL như thế nào? Cơ hội rất nhiều, C#, Java, JavaScript đã xác định sẽ làm việc ở nước ngoài, dĩ nhiên mình phải bắt đầu tìm việc ở các nước như Anh hoặc châu Âu rồi. Do là dân Việt Nam nên mình phải tìm những vị trí có visa sponsor, có nghĩa là tài trợ visa, thì mới có thể ở lại làm việc được. Thường các vị trí này chỉ dành cho những vị trí tầm mid, senior hoặc manager. Do đó các bạn chưa có kinh nghiệm thì ráng phấn đấu 4-5 năm rồi hãy xin việc nước ngoài nhé. Hai nguồn chính mà mình sử dụng là LinkedIn và Stack Overflow. Thật vậy, Stack Overflow có một Stack Overflow Jobs, nơi các công ty đăng tin tuyển dụng. Việc tìm kiếm cũng rất dễ dàng, các bạn chỉ việc tìm job có visa sponsor và nhấn mạnh search thôi. Một số vị trí có sponsor visa thường là full stack, senior hoặc manager. Như mình đã nói, đa phần các vị trí có tài trợ visa là những vị trí cần trình độ cao, tầm full stack, senior hoặc manager. Mức lương đi kèm cũng kha khá, tầm 40 đến 70 nghìn euro mỗi năm, tức 1.1 đến 1.7 tỷ, chưa trừ thuế, trừ xong chắc còn 6-70% thôi. Tính ra mỗi năm cũng được vài trăm triệu, so với ở Việt Nam là cao vài đái con gì. Việc nhiều, cơ hội cũng nhiều. Vậy thì apply thôi, sợ gì hàng nào nhỉ? Mình hí hửng sửa lại cover letter, cập nhật CV rồi đi ứng tuyển từng công việc một. Mình hạn chế dùng từ xin việc, thay vào đó là tìm việc. Vì tìm việc cũng như tán gái ấy mà, phải chảnh chứ. Thế rồi, đời vả mình sắp vào lần một. Vài hôm sau, mình bắt đầu nhận được những email phản hồi đầu tiên. Có lẽ do CV hoặc cover letter của mình viết chưa tốt, học kinh nghiệm chưa đủ nên mình nhận được khá nhiều lời từ chối. Các bạn ở châu Âu còn từ chối rất lịch sự, email nào cũng có vài câu sáo rỗng kiểu chúng ta đã ấn tượng với CV của bạn, kèm theo câu tuy nhiên, chúng tôi đã tìm được ứng viên phù hợp hơn, chúng tôi quyết định không tiếp tục, chưa có vị trí phù hợp với kinh nghiệm của bạn, cảm ơn bạn đã bỏ thời gian ứng tuyển. Số lượng job mình apply là khoảng 4-50, thì mình cũng nhận được 2-30 lá thư từ chối. Những CV mình gửi đến các công ty ở Sinh thì chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ. Không rõ vì sao, có lẽ các bạn bộ phận nhân sự lừa trả lời chăng? Thế đấy, tấm bằng Master sắp có của Đại học Danh Tiếng UK và cái blog IT tiếng Việt cũng chẳng có ý nghĩa gì trong mắt nhà tuyển dụng nước ngoài cả. Ánh sáng cuối đường hầm. Bị đời trù dập, bị reject sắp mà lờ. Vốn là một người nhạy cảm, dễ khóc, dễ buồn nên mình cảm thấy tổn thương cực kỳ sâu sắc, buồn đến mức suýt đập đầu vô gối. Buồn đến mức suýt đập đầu vô gói hoặc uống nước mắm tự tử. Cũng may ông trời không tiện đường sống của con người bao giờ. Bên cạnh hàng chục công ty từ chối, mình cũng được rất nhiều công ty cho cơ hội đầu tiên bằng yêu cầu làm bài test.
như MyCS, GMM, EH ở Đức, Fieldman Venture Đức, Optiver Hà Lan, Evision Hà Lan, Evolution Gaming Hà Lan, Canva Úc, Bwin.party Áo, Agoda Thái Lan. Trong list này không có công ty hiện tại của mình, lý do thì các phần sau mình sẽ kể ha. Đôi khi trong đời chúng ta chỉ cần một hoặc một vài cơ hội. Quá trình test của các công ty này ra sao, mình đã vượt qua những bài test gian khổ như thế nào? Muốn biết những điều này, các bạn hãy chịu khó theo dõi blog và đón xem phần 2 nhé. Thế là đã xong phần 1, tôi đã bị reject xong một lần như thế nào trong chuỗi series Có Dạo Trời Tây của tác giả Phạm Miên Mày. Đợt phát sóng radio tiếp theo sẽ nói về phần 2, tôi đã phải làm bài test xong một lần như thế nào. Vậy là radio hôm nay đã hết. Cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày tốt lành. Và đừng quên ủng hộ kênh YouTube của PTTech nhé. Mọi người.